Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm trọng thể ngày nổ ra cuộc cách mạng tháng 10 Nga cách nay 100 năm, ngày 7 tháng 11 năm 1917, trong khi giới trẻ tỏ ra ít quan tâm đến sự kiện này. Khoảng một tuần nay, trải rộng từ trung tâm ra đến vùng ngoại ô cách chừng 10 km, nhiều đường phố Hà Nội treo các biểu ngữ nền đỏ chữ vàng mang nội dung 100 năm tinh thần cách mạng tháng 10 Nga bất diệt, hoặc nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Nhiều công sở cũng treo các khẩu hiệu này. Đồng thời, cũng ở thủ đô Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm cuộc cách mạng của Nga, từ các triển lãm, hòa nhạc, cho đến đỉnh điểm là buổi lễ trọng thể sáng ngày 5 tháng 11 do Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm với sự có mặt của toàn bộ các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam và 3.500 đại biểu, vị Tổng Bí thư nói cách mạng tháng 10 Nga thành công đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ông Trọng tiếp đó khẳng định rằng mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của cuộc cách mạng ở Nga, ngoài ra là nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây. Tin tức trên báo chí Việt Nam không cho hay liệu có nhà ngoại giao nào của Đại sứ quán Nga dự lễ kỷ niệm do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hay không. VOA liên lạc với Đại sứ quán Nga hôm 6 tháng 11 nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ một người nói tiếng Nga là họ đang nghỉ lễ. Một nữ phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong vai trò là đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại buổi lễ đã phát biểu rằng thế hệ trẻ hôm nay hiểu được tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại to lớn của cách mạng tháng 10 Nga đối với cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng của đảng, nữ phó bí thư khẳng định. Nhưng những lời phát biểu trong hội trường không có sự cộng hưởng với những gì người ta có thể thực sự nghe thấy trên đường phố. Trên quảng trường dưới chân tượng Lenin nằm trong công viên mang cùng tên của lãnh tụ của cách mạng Nga, ở ngay gần trung tâm Hà Nội, hàng trăm sinh viên học sinh không chú ý đến những việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm vào những ngày này. Họ dành thời gian cho giải trí cá nhân hay các trò chơi tập thể. Nam sinh viên Triệu Quang Minh, 17 tuổi, nói với VOA rằng thực ra cuộc cách mạng này các em đã học được từ mấy năm trước đó rồi, cho nên là bây giờ các em không còn nhớ nữa. Minh cho rằng những người đồng trang lứa như em quan tâm nhiều hơn đến những gì xảy ra trong đời sống xã hội hiện đại thay vì các vấn đề lịch sử. Cựu chiến binh Đào Văn Quân, 75 tuổi, nói ông giữ nhiều tình cảm tốt đẹp về Liên Xô trước đây và Nga sau này vì họ đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong các cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đứng trong bảo tàng lịch sử quân đội, đối diện với tượng Lenin, ông tỏ ý lo lắng về việc nhiều người trong giới trẻ Việt Nam không nắm về lịch sử. Ông nói, nếu như Việt Nam không học lịch sử, không học truyền thống với bạn bè thì sau này tất nhiên có thể mai một đi. Nếu nhà nước không giáo dục lớp trẻ bây giờ, học sinh bây giờ, thì nó mai một đi nhiều. Lớp trẻ bây giờ quên lịch sử, quên quá khứ nhiều quá. Các lãnh đạo chính trị và các cán bộ tuyên giáo Việt Nam lâu nay nhiều lần cảnh báo rằng sự phai nhạt trong nhận thức của người Việt Nam về lịch sử cách mạng, nhất là trong giới trẻ, có thể dẫn đến những thay đổi sâu xa. Mời quý thính giả theo dõi ý kiến của Đại tá An ninh đã nghỉ hưu Nguyễn Như Phong với phóng viên Đài VOA An Tôn. Xin chào ông Nguyễn Như Phong. Trước hết là xin ông giới thiệu lại tên và tuổi ạ. Tôi là Nguyễn Như Phong, nguyên là Đại tá An ninh, Phó Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân. Và năm nay tôi 63 tuổi. Vâng. Thưa ông Phong, chúng ta thấy là chỉ còn có một vài ngày nữa là Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm ngày cách mạng 10 Nga. Thì với cái việc là cuộc cách mạng 10 Nga có ảnh hưởng rất là sâu rộng đến con đường của Việt Nam. Nhưng mà trong cái bối cảnh quốc tế hiện nay thì chúng ta cũng biết là nước Nga thì cũng đã chuyển sang một cái con đường khác. Và họ cũng không còn kỷ niệm rầm rộ cách mạng tháng 10 Nga, nhưng mà Việt Nam thì chúng ta thấy là Việt Nam vẫn làm rất là trang trọng. Thì thưa ông cho biết là cái ý nghĩa và cái giá trị của cái việc làm của Việt Nam trong một cái bối cảnh như vậy nhằm đến mục đích như thế nào, nhất là đối với dân chúng? Đối với thế hệ chúng tôi thì có thể nói rằng là cách mạng tháng 10 Nga, và hay nói sâu rộng hơn đó là nền văn hóa Nga, tính cách Nga đã đóng dấu ấn rất sâu đậm. Và mặc dù bây giờ thời thế thì đã có những cái thay đổi,
đã có những cái đổi khác và quan điểm về cách mạng, về đấu tranh giải phóng dân tộc, mọi thứ nó có nhiều cái thay đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng là đối với người Việt Nam thì cái cách mạng tháng 10 Nga là đã là tạo tiền đề để cho Việt Nam giành độc lập sau này. Thế và bây giờ nước Nga cũng đã thay đổi nhiều. Gần đây tôi có sang Nga và tôi cũng rất là buồn khi mà thấy cũng đã có những người đóng giả vai Lenin, đóng giả vai Stalin ở Điện Kremlin để chụp ảnh với du khách kiếm tiền. Thì người Việt chúng tôi thì chưa quen cái văn hóa đấy, chưa quen cái cách đấy, cho nên cũng thấy nó có cái chạnh lòng gì đó. Bởi vì những người như là Lenin, như Stalin đối với chúng tôi đó là những con người vĩ đại. Thì năm nay thì Việt Nam kỷ niệm rất là trang trọng 100 năm. Tôi nghĩ rằng là đó là thể hiện cái tình cảm của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đối với lại đất nước Xô Viết xưa. Bởi vì một lần nữa tôi nói rằng là nếu như không có cách mạng tháng 10 Nga thì Việt Nam chưa chắc đã có cách mạng tháng 8 và cũng chưa chắc đã có một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như hôm nay. Vâng, các cái hoạt động kỷ niệm thì chúng ta thấy cũng rất là trang trọng và được tổ chức rất là chu đáo. Thì theo ông, cái điều này không những là chỉ là nhằm cái mục đích để giáo dục lại những người cộng sản, mà chắc là cũng còn có nhằm đến cái đối tượng là đa số dân chúng. Thì theo ông, những cái hình thức kỷ niệm này nó sẽ có cái hiệu quả như thế nào đối với người dân? Tôi nghĩ rằng là nó có hiệu quả, nhưng mà có lẽ không nhiều. Bởi vì rằng là như tôi đã nói lúc nãy, tức là bây giờ thời thế nó đã đổi khác nhiều rồi. Cách nghĩ, cách sống, đặc biệt là thế hệ hiện nay thì họ cũng đã nhìn nước Nga bằng con mắt khác. Và thực tế thì người Nga cũng đã nhìn người Việt Nam cũng bằng con mắt khác rồi. Và bây giờ đó là sự hợp tác, đó là sự hợp tác phát triển kinh tế, đó là những các cái gọi là chúng ta, tức là nói thế nào nhỉ, tức là hợp tác phát triển kinh tế và cái mà cùng nhau để phát triển. Thế cho nên rằng là cái dịp kỷ niệm như thế này tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ góp phần làm cho để người Việt yêu nước Nga hơn. Thưa ông cũng có nói là cái con người thì đã thay đổi, thời thế thay đổi. Và vừa rồi thì tôi cũng có hỏi một số bạn trẻ thì các bạn cũng có nói là bây giờ cái kiến thức của các bạn ý và cái tìm hiểu của các bạn, mối quan tâm các bạn về cách mạng tháng 10 Nga nói chung là nó cũng rất là phai mờ. Thì ông có lo lắng rằng là với cái lòng người như vậy thì sau này nó sẽ có những cái thay đổi sâu xa thì không? Có chứ, sự thay đổi đó là tất yếu. Không có cái gì bền vững mãi mãi được. Người ta cũng phải theo quy luật sinh lão bệnh tử. Thì một cái giá trị lớn như là cách mạng tháng 10 Nga nó đã tồn tại rất lâu rồi. Nhưng mà khi mà thời cuộc nó thay đổi, cuộc sống thay đổi, thì bây giờ tư tưởng, tâm tư, tình cảm mọi người nó cũng sẽ thay đổi. Và rồi cũng sẽ đến lúc nó cũng phải đi vào dĩ vãng. Nhưng mà cái giá trị trường tồn của cách mạng tháng 10 Nga tôi nghĩ rằng đối với lại người Việt Nam nó sẽ còn lâu. Đặc biệt là nếu như khi mà hai nước có những các cái quan hệ hợp tác phát triển kinh tế tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn những lời nhận xét và những cái suy nghĩ rất là sâu sắc của cựu nhà báo dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Như Phong. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình. Ngay sau khi Trung Quốc đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng, Việt Nam đã cử đặc phái viên sang Bắc Kinh tìm hiểu tinh thần của tư tưởng này. Các nhà phân tích nói nếu Việt Nam du nhập tư tưởng Tập Cận Bình sẽ gây ra một thảm họa cho đất nước. Hôm 30 tháng 10, ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm hiểu về tư tưởng của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh, ông Quân nói rằng Việt Nam muốn tìm hiểu rõ hơn về tinh thần của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Giang Khải, nói với VOA rằng sẽ là một thảm họa nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình. Tư tưởng Tập Cận Bình trở thành điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đó theo tôi
là một mối tai họa lớn nữa đối với Việt Nam. Đưa tư tưởng Đặng Tiểu Bình thực chất là một tư tưởng toàn trị, độc tài, phản dân chủ, dùng đảng, kỷ nước là dẫm đạp lên trên hiến pháp, pháp luật và không đếm xỉa gì đến nguyện vọng của nhân dân. Thì riêng về tư tưởng Tập Cận Bình đó, nó đã nói là nếu mà đem vận dụng vào trong đất nước Việt Nam thì đấy là một thảm họa. Giáo sư Tương Lai, một đảng viên kỳ cựu, từng nắm nhiều chức vụ quan trọng hàng đầu về lĩnh vực tư tưởng Marxist-Leninist, phân tích thêm về tư tưởng Tập Cận Bình. Tư tưởng này là vấn đề độc đảng, cũng như là các cái tổ chức xã hội dân sự thì cũng đều là nằm trong cái vòng tay của đảng hết. Và đảng thì lãnh đạo tuyệt đối quân đội, chính quyền, tập trung một cách gay gắt và quy lại hạt nhân lãnh đạo là Tập Cận Bình. Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua điều lệ đảng sửa đổi, trong đó nâng tư tưởng Tập Cận Bình ngang hàng dưới cựu lãnh tụ Mao Trạch Đông, người khai sinh ra nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tân Hoa Xã, nghị quyết Đại hội 19 đã đưa tư tưởng quân sự của Tập Cận Bình và quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với lực lượng vũ trang vào điều lệ đảng. Nghị quyết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc cần duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân khác, cũng như thực hiện tư tưởng quân sự của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về tăng cường sức mạnh quân đội. Từ bang California, Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà phân tích tình hình chính trị Trung Quốc, nhận định: Tập Cận Bình ổng lên cái hàng gọi là được đưa cái tên ông vào điều lệ đảng, tức là những đối thủ của ông không thể thách thức ông được. Rõ ràng là ông dùng cái thời đại mới và nói rằng mang đặc tính Trung Quốc để mà ông đưa ông lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, tức là rõ ràng là tôn sùng lãnh tụ, là thần thánh quá lãnh tụ. Điều đó để củng cố cái độc tài cá nhân, nó chuyển từ độc tài cộng sản nó qua độc tài cá nhân trong một chế độ vẫn không bỏ được xã hội chủ nghĩa, là bây giờ bỏ xã hội chủ nghĩa là mất chính đáng tính, nhưng mà nó đã chuyển từ cái cộng sản nó qua cái độc tài cá nhân, tức là nó có tính mang cái hình thức phát xít. Tư tưởng Tập Cận Bình là học thuyết chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết sau 5 năm cầm quyền, trong đó tập trung vào việc thực hiện 4 toàn diện, còn gọi là tứ toàn, để đạt mục tiêu tối hậu là sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa, còn gọi là Trung Quốc mộng, bằng con đường đi đến hai mục tiêu trăm năm, còn gọi là bách niên mục tiêu, và xây dựng quân đội hùng mạnh trong khi không dung thứ hành động ly khai. Trong Trung Quốc mộng, ông Tập đạt hai mục tiêu là xây dựng một xã hội khá giả vừa phải vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành siêu cường xã hội chủ nghĩa vào năm 2049, tức đúng dịp tròn 100 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, thông qua nguyên tắc 4 toàn diện, đó là xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách kinh tế xã hội sâu sắc toàn diện, xây dựng một nền pháp trị toàn diện và quản lý đảng bằng kỷ luật một cách toàn diện. Giáo sư Tương Lai phân tích mức độ nguy hiểm của sự bành trướng Trung Hoa theo tư tưởng Tập Cận Bình khi so sánh với tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Trung Hoa thời Đại Hán. Ông ta trở thành hoàng đế mới của Trung Quốc và ông ta muốn cũng với cái chức danh ấy, ông ứng xử đối với thế giới. Ông ấy muốn làm cho Trung Quốc thống trị thế giới trở lại như là cái mong muốn của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán xưa kia. Nhưng bằng con đường nào để phục hưng lại cái đất nước Trung Hoa vĩ đại? Thì nếu bằng con đường của Tập Cận Bình dùng đảng để trị nước thì sẽ là rất gây gỗ, bởi vì nó quy vào vai trò của một cá nhân quyết định như thời Mao, càng là nguy hiểm cho thế giới và nguy hiểm cho những cái nước láng giềng châu Á. Nằm trong cái tư tưởng của Tập Cận Bình vẫn là cái chủ nghĩa bành trướng Đại Hán được hiện đại hóa. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox hôm 25 tháng 10, ngay sau khi ông Tập tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Tập là một người hùng mạnh. Đến nay, một vài người có thể xưng ông ấy là vua của Trung Quốc, dù chỉ gọi ông là chủ tịch. Trong gần 100 năm lịch sử, Cộng sản Trung Hoa chỉ ghi tên hai vị lãnh tụ dưới vai trò lý thuyết gia là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Dưới tư tưởng Mao Trạch Đông được coi là chủ đạo từ năm 1945,
trong khi lý luận Đặng Tiểu Bình được vận dụng khi Trung Quốc bắt đầu đổi mới kinh tế từ năm 1997. Trước kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mở ra trong bối cảnh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang bế tắc trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, đấu đá nội bộ và lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc, giáo sư tương lai chia sẻ mối lo ngại. Tập đoàn lãnh đạo Việt Nam là tính từ vòng hai cái đại hội 10, 11 và 12 vừa rồi thì những người cầm quyền đứng đầu đảng đã nằm gọn trong cái vòng tay của Bắc Kinh. Và đấy là một trong cái thảm họa lớn nhất của cái đất nước này, khiến cho Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là một khối đoàn kết như xưa nữa. Tay chia rẽ đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại chống đảng. Và các phe phái này đang ra sức đấu đá tranh giành quyền lợi và quyền lực không thiết tha gì với lịch dân tộc, với quyền lợi đất nước. Và đảng đã trở thành một khổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được. Vì bọn tham nhũng đều là những cán bộ đảng viên trung cao cấp của đảng. Vì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bị ràng buộc bởi 16 chữ vàng, sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, tiến sĩ Lê Minh Nguyên nhận định rằng tư tưởng Tập Cận Bình sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam theo khuôn khổ của thập lục tự phương châm. 16 chữ vàng thì bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng rất là muốn bắt chước, nhưng mà cái khó là Việt Nam, cái vấn đề tư tưởng thì rất là nghèo nàn. Hồ Chí Minh nói rằng là những cái gì người ta muốn nói thì Mao Chủ tịch đã nói hết rồi, thì có nghĩa là tư tưởng của ông Hồ là tư tưởng của ông Mao. Và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư hiện giờ thì ông có ra cuốn sách trên 1.000 trang, đó thì chỉ là góp nhặt những cái bài viết, những cái lý luận cùng mặn về cái chủ nghĩa Mác, mà nó không có đưa ra được một cái vision, tức một diễn cảnh tương lai là cái con thuyền Việt Nam nó sẽ đi như thế nào. Chính ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư mà còn nói là đến hết thế kỷ này không biết là có tìm ra được cái chủ nghĩa xã hội hay không, thì điều đó ta thấy rằng là chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có tư tưởng, ngay ông Hồ Chí Minh cũng không có tư tưởng, mà Nguyễn Phú Trọng cũng không có tư tưởng. Thành ra do đó cái tư tưởng của Tập Cận Bình khi mà được đưa vào Điều lệ Đảng thì với cái tinh thần của 16 chữ vàng còn đó thì có lẽ là tư tưởng của bên phía Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng đó. Ngoài ra, tiến sĩ Nguyên còn nhận định rằng Việt Nam sẽ khó có nhà lãnh đạo đương nhiệm nào có tư tưởng được đưa vào Điều lệ Đảng do truyền thống lãnh đạo tập thể lâu nay, và nếu có xuất hiện cá nhân lãnh đạo nào nổi trội thì ngay lập tức sẽ bị loại trừ. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam nên đa dạng hóa các mối quan hệ, không nên ngã vào lòng Trung Quốc và phải từ bỏ thế đu dây để không bị lao vào dòng xoáy bành trướng của Trung Quốc. Một tư tưởng vừa được hơn 86 triệu đảng viên đúc kết và cụ thể hóa qua tư tưởng Tập Cận Bình. Tư tưởng của ông Tập Cận Bình, người vừa là Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước của Trung Quốc, được cho có chi phối quan điểm đối ngoại của Trung Quốc trong 5 năm qua và những năm sắp tới. Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển Việt Nam, gọi tắt là VIDS, một người nhiều năm nghiên cứu về Trung Quốc đánh giá, ông Tập Cận Bình và những người lãnh đạo trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có điểm giống nhau về tư tưởng Đại Hán, tư tưởng sô văn nước lớn. Trong các cái mối quan hệ quốc tế thì mọi người đều thấy rõ là bây giờ Tập Cận Bình muốn xây dựng một cái trật tự thế giới mới. Mà cái trật tự thế giới mới ấy thì nếu không vượt được Mỹ thì ít ra cũng phải ngang hàng với Mỹ. Và ông ấy từ trước đến nay thì đã xây dựng nhiều cái mối quan hệ với tất cả các cái nước ở các cái châu lục. Và tất nhiên là càng vì cậy rằng là Trung Quốc bây giờ nó có một cái dự trữ ngoại tệ khá lớn. Dân thì rất là khổ, nhưng mà chính phủ ấy thì nắm được khá nhiều tiền. Cho nên mang cái đồng tiền của mình đi để xây dựng những cái mối quan hệ. Và nghĩ rằng là mình đã xây dựng được những cái mối quan hệ đấy thì mình có thể thao túng được rất là nhiều nước trong các châu lục trên thế giới. Đồng quan điểm với nhà văn Nguyên Bình, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết theo dõi và chú ý những mục tiêu của Trung Quốc trong kỳ đại hội này. Đối với các vấn đề đối ngoại,
giáo sư Mai nhận định, tuy Trung Quốc phát triển trong hàng chục năm qua, nhưng để vươn lên làm cường quốc, khát vọng toàn cầu bằng tư tưởng bá quyền bành trướng, đi lại con đường của chủ nghĩa thực dân, thì Trung Quốc sẽ gây ra mâu thuẫn với các cường quốc khác. Bởi vì Mỹ nó không thể chấp nhận được, người Mỹ không thể chấp nhận được. Đấy. Thế còn Trung Hoa mà muốn vượt lên á, thì yếu tố kinh tế thì phải tự tế hơn, yếu tố chính trị là phải nhân văn hơn. Vấn đề thứ ba là vấn đề văn hóa. Làm sao người ta nhìn thấy cái xã hội ấy có sự sức hấp dẫn. Khi kết thúc Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có gửi điện chúc mừng. Theo nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, bức điện chúc mừng được đọc trên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV bằng tiếng Trung, có lời ca ngợi ông Tập là lãnh tụ anh minh. Bà Nguyên Bình nhận định, mối quan hệ Việt-Trung sẽ không có gì thay đổi. Qua cái đại hội này thì dù ông ấy có nói những cái ngôn từ mới hay ông nói như thế nào đi chăng nữa thì ông ấy vẫn có một cái ý định là khống chế Việt Nam và làm cho Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc. Và cái đảng mình thì rõ ràng trong cái đại hội thì ông ấy nói thẳng ra mồm là ông ấy kiên quyết là ông ấy giữ cái đường lưỡi bò, rồi ông ấy khống chế Biển Đông. Người ta nói trong đại hội rõ ràng như thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gửi điện, rồi vẫn ca ngợi ông ấy là lãnh tụ anh minh thì cái đó là rõ rồi. Thì quan hệ từ trước nay thì chắc là chả có gì thay đổi cả. Vẫn thế, mà có khi lại nếu không có gì thay đổi, nhất là cái ban lãnh đạo của Việt Nam ấy, không có cái gì đột biến ấy, thì vẫn là một cái quan hệ lệ thuộc và càng ngày càng lệ thuộc, phải nói là như thế. Cái điều mà chúng ta cần chú ý là cái Biển Đông là nó gắn với cái mưu đồ một vành đai, một con đường để đưa mối quan hệ của Trung Quốc tràn xuống, làm chiếm lấy Biển Đông, vươn ra Ấn Độ Dương, vươn xa hơn về Trung Đông. Đấy, thì đấy là cái mà gọi là một vành đai, một con đường. Đấy. Thế thì họ không từ bỏ cái này, là vì nó coi như một cái mơ ước lý tưởng của họ để làm bá chủ thế giới. Nên nó sẽ tìm mọi cách để gây ra những cái khó khăn cho khu vực. Rồi nó mua chuộc các nước khác nhau. Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tiếp có những hành động cứng rắn để căng thẳng trên Biển Đông lên cao, khiến cho quan hệ Việt-Trung cũng có nhiều phen cơm không lành, canh chẳng ngọt. Tuy nhiên thì hai nước cộng sản này vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Mọi mâu thuẫn luôn được kiểm soát, không bộc lộ rõ ra bên ngoài và không đi quá giới hạn. Theo nhà văn Nguyên Bình, mối quan hệ Việt-Trung vẫn tiếp tục như hiện nay thì sẽ là tồi tệ, tác động đối với không chỉ sự phát triển của Việt Nam mà còn cho cả triển vọng dân chủ hóa đất nước. Đối với Trung Quốc, một nước Việt Nam mà dân chủ hóa thì sẽ rất khó khăn cho họ trong việc chi phối. Thì ngay như là Campuchia cũng đã có một cái chuyển biến, tức là đa đảng. Nhưng cái đảng của ông Hun Sen ấy, nó vẫn nắm cái quyền gọi là thống trị đất nước, nó tìm mọi cách. Thế thì Việt Nam thì bây giờ đã không được đa đảng như Campuchia, lại cứ cố giữ cái độc quyền lãnh đạo của đảng thì làm sao mà dân chủ hóa được. Mà lệ thuộc vào Trung Quốc thì Trung Quốc muôn năm lúc nào họ cũng muốn là không có cái dân chủ hóa của Việt Nam. Nếu có dân chủ hóa của Việt Nam tức là Việt Nam có sức mạnh. Sức mạnh thì Trung Quốc nó không chịu rồi. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai nhắc lại lời phát ngôn mang tính cảnh báo, than phiền về mối quan hệ với Trung Quốc của Thiếu tướng Trương Giang Long được phát tán trên Internet thời gian trước và những dự án kém hiệu quả liên quan đến Trung Quốc tại Việt Nam. Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông. Không bao giờ từ bỏ dã tâm này. Mà cái này nó không phải chỉ là cái thời ông Tập Cận Bình này đâu. Ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục như ngày xưa, Thiên Triều muôn năm, Tập Hoàng đế muôn năm, thì đấy là bi kịch của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh càng đổ xô vào đấy, anh càng mất mặt, mất uy tín và sai lầm, làm tôi mọi cho Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, nhiều học giả, trí thức đặt ra vấn đề thoát Trung, mà căn bản trong đó là thoát về sự ảnh hưởng chính trị, sự lệ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc. Nhưng cốt lõi của vấn đề hiện nằm trong tay các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, bị nhiều người đánh giá là thần Trung Quốc.
Thưa giáo sư, như chúng ta đã biết thì vào ngày 11 tháng 11 tới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm chính thức Hà Nội sau khi dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Vậy giáo sư có thể cho biết là hai bên sẽ bàn thảo những vấn đề gì? As a preface, I think it's very important that President Trump decided to make a separate official visit to Hanoi. Tôi nghĩ việc Tổng thống Trump quyết định thăm chính thức Hà Nội sau khi hội nghị thượng đỉnh APEC là một điều rất quan trọng, đặc biệt khi ông ấy quyết định rời Manila sớm hơn lịch trình và quyết định không dự hội nghị cao cấp Đông Á. Tại APEC, ông ấy sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng có lẽ sẽ không gặp Tổng thống Nga Putin. Nhưng tôi nghĩ chuyến thăm này cũng là thường tình thôi, bởi vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi là lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Nhà Trắng, và Việt Nam cũng được chính quyền của ông Trump hứa hẹn là sẽ mở rộng quan hệ đối tác toàn diện được thiết lập dưới thời Tổng thống Obama. Mỗi quan hệ này bao gồm 9 lĩnh vực hợp tác khác nhau. Việt Nam rất năng nổ trong việc chủ động đề nghị bàn thảo các thỏa thuận thương mại song phương, bởi vì Việt Nam xuất siêu hơn 30 tỷ đô la sang Mỹ và đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia xuất siêu sang thị trường này. Hơn nữa, trong chuyến thăm Mỹ vừa rồi của ông Phúc, họ cũng thông báo là sẽ ký các thỏa thuận thương mại trị giá hơn chục tỷ đô la, trong đó sẽ dành vài tỷ mua sắm máy bay. Tôi nghĩ rằng trong lần gặp gỡ này, hai bên sẽ không đề cập gì cụ thể, mà chỉ nhắc chung chung chuyện hợp tác thương mại trước đây đã nói tới. Nhưng tôi nghĩ họ đồng quan điểm về chuyện Biển Đông, và họ sẽ nhắc tới chuyện những quy tắc chung, không sử dụng vũ lực và ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài, nhưng có lẽ sẽ sử dụng tiến trình ngoại giao tiêu chuẩn mà ASEAN đề ra. Hợp tác tuần duyên biển giữa hai nước ngày càng gia tăng, nên cũng có thể được nhắc tới. Đặc biệt, họ có thể tuyên bố sẽ mua thêm chiếc tàu lớp Hamilton. Nhìn chung, họ sẽ nói rằng muốn mở rộng hay tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện, giống như đợt ông Phúc sang Washington vậy. Nhưng những vấn đề khác có thể được nhắc đến như khoa học, công nghệ, giáo dục, cam kết của Mỹ trong việc hàn gắn vết thương do chiến tranh gây ra bởi chất độc màu da cam và chuyện tìm kiếm những người lính mất tích trong chiến tranh của cả hai bên. Việt Nam muốn Mỹ cung cấp những thông tin về những người lính bị bắt giữ và chôn cất trong chiến tranh. Vì vậy, họ có thể bàn đến chuyện này trong cuộc gặp. Nhưng điều sẽ không được nhắc tới đó là cam kết của Mỹ về bất cứ quan hệ đa phương nào với khu vực. Mỹ tất nhiên sẽ hỗ trợ ASEAN, nhưng sẽ là sau chuyến thăm Việt Nam. Giáo sư có nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ nhắc đến vấn đề nhân quyền với chính phủ Việt Nam hay không? Well, in the joint statement, they mentioned it, and of course, what they do is they just mention they have a dialogue, and in many cases, indeed, the original. Trong thông cáo thì họ có nhắc tới đó, nhưng tất nhiên họ sẽ nói rằng họ tổ chức đối thoại, rồi thì Mỹ nói thế này, Việt Nam nói thế kia, rồi ghép lại thành một bài. Mỹ đang phản đối chính quyền Myanmar liên quan đến khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya. Việt Nam gần đây ngày càng gia tăng việc bắt giữ các blogger, các nhà bất đồng chính kiến, và số vụ đàn áp, đánh đập do côn đồ có quan hệ với chính quyền cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ông Trump sẽ nói đến chuyện này. Các tổng thống Mỹ khác đến thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ của họ, nhưng đối với ông Trump thì ông quyết định đến thăm Việt Nam vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào với quan hệ hai nước ạ? What I would say is that whatever Trump's agenda was, it's now reactive. It's a Northeast Asia first policy because of Korea. Một trong những chính sách của ông Trump là chú trọng vào khu vực Đông Bắc Á vì Bắc Triều Tiên. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao nói rõ rằng chuyến thăm lần này có hai mục đích chính. Thứ nhất là tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Thứ hai là dịp để Mỹ cùng Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc bàn bạc chuyện Bắc Hàn. Và khi ông Trump tới Đông Á, ông này muốn mọi người ủng hộ ông ấy liên quan đến chuyện Bắc Hàn. Về chuyến đi Việt Nam, ông ấy muốn đến dự APEC là vì có nhiều mật ngọt tại sự kiện này. Đó là dịp ông ấy được gặp gỡ những doanh nhân hàng đầu của APEC. Và thông điệp ở đây là nếu anh muốn tự do thương mại đa phương ở châu Á-Thái Bình Dương, anh phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế rất cao về dịch vụ, thương mại kỹ thuật số hay thương mại nói chung. Và đây cũng là những yếu tố trong thỏa thuận thương mại tự do. Nếu anh muốn tự do thương mại với Mỹ, thì đây là những tiêu chuẩn anh phải đáp ứng. Thỏa thuận thương mại tự do của châu Á-Thái Bình Dương vẫn đang trong giai đoạn treo, vì ông Trump sẽ không ký trừ khi quốc gia đó đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra. Về việc ông Trump quyết định thăm chính thức Hà Nội thay vì tới APEC rồi về nước, tôi nghĩ chúng ta phải thừa nhận công lao của đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, và đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius. Họ đã thuyết phục ông Trump rằng Việt Nam là một đối tác chiến lược chủ chốt trong khu vực, mang lại lợi ích to lớn cho nước Mỹ,
Mặc dù Việt Nam không phải là đồng minh của Mỹ, nhưng đem đến nhiều lợi ích kinh tế, quan hệ quân sự và an ninh hàng hải. Và hơn nữa, ông Phúc đã tới thăm Mỹ, thì ông Trump cũng nên tới thăm Việt Nam, vì có đi thì nên có lại. Ông nghĩ chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam? Well, the larger trip, I mean, one is a total fixation on North Korea and Vietnam's deeply held concerns that conflict not break out. Một phần của chuyến đi là để bàn chuyện Bắc Hàn, mà Việt Nam lại rất quan tâm làm thế nào để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa các nước vì sẽ ảnh hưởng đến thương mại và làm rối loạn trật tự trong khu vực, ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam và ASEAN cũng tích cực kêu gọi thực hiện chính sách phi hạt nhân hóa, và Việt Nam rất cần đến sự can thiệp của Mỹ vì lợi ích chung cho cả hai bên. Chính vì vậy, khi tàu Mỹ tới Biển Đông, Việt Nam luôn luôn hoan nghênh điều đó, miễn là điều đó phục vụ lợi ích cho khu vực. Nhưng tất nhiên, ý đồ của Việt Nam là Mỹ cân bằng sự lớn ước của Trung Quốc. Việc Mỹ không tham dự hội nghị cao cấp Đông Á cũng có thể khiến nhiều kế hoạch không được đảm bảo, trong đó có dự tính duy trì Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, với 11 thành viên mà không có sự góp mặt của Mỹ. Việt Nam là một trong những nước tham gia TPP. Một mặt, Việt Nam không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương Việt-Mỹ, được thiết lập sau chuyến thăm của ông Phúc, trong khi Thủ tướng mới của New Zealand đang cố gắng thay đổi TPP. Nhưng sau APEC, chúng ta sẽ biết liệu những quốc gia này có tiếp tục duy trì thỏa thuận hay không. Bởi vì không có Mỹ, nhiều mục tiêu trong TPP khó lòng đạt được, và Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp cho mình. Việt Nam sẽ rất vui vì chuyến thăm chính thức này của ông Trump, bởi vì một khi những lãnh đạo cấp cao đồng ý thì các bộ ngành sẽ tuân theo. Đó là mục tiêu quan trọng nhất của Việt Nam. Và chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào với Mỹ, thưa ông? Đây là một câu hỏi rất khó, bởi vì chúng ta đã biết chính sách ngoại giao kiểu kinh doanh của ông Trump. Ông ấy chẳng có chiến lược toàn diện nào hết. Theo luật của Quốc hội Mỹ thì khi nhậm chức 150 ngày, lẽ ra ông ấy phải công bố kế hoạch cụ thể cho nhiệm kỳ của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có. Việt Nam thì luôn muốn sự hỗ trợ song phương và hỗ trợ cho cả ASEAN, cho APEC hay EAS, và muốn Mỹ thể hiện vai trò lãnh đạo. Nhưng với ông Trump thì chẳng có vai trò lãnh đạo nào cả, vì quan điểm của ông ấy là phải theo cách của tôi, không thì có cách nào hết. Và miệng ông ấy chưa bao giờ phát ngôn ra được từ đa phương. Điều này khiến Việt Nam không vui, vì Việt Nam muốn quan hệ đa phương, vì dễ điều chỉnh mà mang lại ảnh hưởng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu ông Trump không đến Việt Nam, thậm chí là để dự APEC, mới thực sự là thảm họa. Chuyến đi này là dịp để ông ấy học hỏi về châu Á, những điều ông ấy chưa biết, và ông ấy sẽ đến Việt Nam sau chuyến thăm Trung Quốc. Như vậy, sẽ là dịp để Việt Nam hỏi han về chuyến thăm này. Vì bấy lâu nay, Hà Nội luôn sợ hai quốc gia này sẽ gắn bó keo sơn với nhau, và Việt Nam sẽ là nạn nhân. Nếu giáo sư có cơ hội được tư vấn cho ông Trump, thì giáo sư sẽ khuyên ông ấy nói với Việt Nam điều gì? Đầu tiên tôi phải nói ông ấy thật là sai lầm khi không đến dự hội nghị cao cấp Đông Á. Tôi cũng muốn nói với ông ấy một vài điều rằng, vị thế quân sự của Hoa Kỳ đang ngày càng lớn mạnh trong khu vực nhờ Bộ trưởng Mattis. Đó là sự tự do tuần tra hàng hải. Nhưng Hoa Kỳ cần thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn, lấy các tiêu chuẩn của Trump và cố gắng đa phương hóa chúng. Tôi sẽ khuyên rằng nếu Hoa Kỳ cắt sự trợ giúp thông qua Bộ Ngoại giao, điều đó sẽ ảnh hưởng đến an ninh con người, quyền của phụ nữ, sức khỏe hàng ngày của người dân khu vực sông Mekong. Hoa Kỳ cần phải có tất cả các yếu tố quyền lực quốc gia kết hợp với nhau. Đó là các yếu tố quyền lực về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa và quân sự kết hợp lại với nhau. Tôi đã nghe ông Bộ trưởng James Mattis nhắc đến thuật ngữ này nhiều lần, nhưng chưa thấy ông Tillerson và các bộ trưởng khác nhắc tới. Tôi nghĩ Mỹ nên khuyến khích Việt Nam trong việc đóng vai trò chủ chốt. Việt Nam là một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong năm 2008 và 2009, và bây giờ là một ứng cử viên một lần nữa. Và Việt Nam sẽ bắt tay vào việc gìn giữ hòa bình bằng cách hỗ trợ bệnh viện dã chiến cấp 2 và cung cấp binh chủng cho Nam Sudan. Mỹ đang ủng hộ điều đó, và tôi nghĩ rằng điều này sẽ mang lại kết quả tích cực. Như vậy, Việt Nam đang góp phần giúp đỡ chống lại chiến tranh khủng bố bằng cách ổn định hóa một khu vực của thế giới. Và giáo sư sẽ khuyên chính phủ Việt Nam nói gì với ông Trump? Obviously other than the bilateral side, they need to really begin to push him down that
ASEAN wants to remain central to the regional architecture. Tôi nghĩ rằng rõ ràng là ngoài khía cạnh song phương, họ nên thúc đẩy ông ấy rằng ASEAN cần giữ vai trò trung tâm cho kiến trúc khu vực. Và cách tốt nhất là Hoa Kỳ hỗ trợ, phối hợp và thảo luận các sáng kiến với ASEAN hơn là cứ đơn phương ban hành. Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm của ông tới khu vực và nên nói rằng ông và nội các của ông nên đến thăm Việt Nam nhiều hơn. Ông Obama từng nói rằng tất cả các thành viên nội các nên đến thăm châu Á mỗi năm một lần. Việt Nam cũng có thể khen ông ấy rằng sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông ấy là rất cần thiết và làm ông ấy hãnh diện. Ngay cả các đồng minh thân cận trong khu vực như Úc có thể hợp tác với Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi cần sự lãnh đạo chứ không muốn sự phiền nhiễu. Việt Nam rất giỏi trong việc làm người khác hãnh diện, và đó là một điều tốt. Cứ nói với ông Trump rằng Việt Nam trân trọng tính chất nhất quán trong mục đích của Hoa Kỳ và khuyến khích ông ấy đưa Việt Nam vào chiến lược an ninh quốc gia vì hiện giờ nó đang được soạn thảo. Xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư. Ông George Papadopoulos, cựu cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, nhận tội khai man với FBI. Theo tin từ Văn phòng Công tố đặc biệt Liên bang hôm thứ Hai, 30 tháng 10, ông Papadopoulos là quan chức thứ ba trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 giúp ông Trump đắc cử. Ông Papadopoulos, người Chicago, là một luật sư quốc tế ngành năng lượng. Ông là một thành viên trong nhóm cố vấn cho ông Trump trong thời gian tranh cử tổng thống năm 2016. Ông đã nhận tội hôm 5 tháng 10 trong cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai 30 tháng 10, theo thông báo của Văn phòng Công tố đặc biệt Liên bang. Ông Paul Manafort, một cựu quản lý của chiến dịch tranh cử của Tổng thống ông Donald Trump và một đối tác làm ăn của ông bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố 12 tội danh, trong đó có tội âm mưu chống lại Hoa Kỳ và rửa tiền, theo Phòng Công tố đặc biệt của Liên bang hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10. Đây là những cáo trạng đầu tiên trong cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller của Bộ Tư pháp được chỉ định thực hiện để xem Nga có phá hoại cuộc bầu cử giúp ông Trump thắng cử hay không. Ông Manafort và ông Rick Gates, một đối tác làm ăn và là người phó của ông trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, bị truy tố hôm thứ Sáu tại quận Columbia trong một cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10 sau khi hai bị cáo ra trình diện FBI, theo thông báo của Phòng Công tố đặc biệt. Thông báo nói, cáo trạng gồm 12 tội danh gồm âm mưu chống lại Hoa Kỳ, âm mưu rửa tiền, làm đại diện không đăng ký cho một tổ chức nước ngoài, các khai báo FARA sai sự thật và gây hiểu lầm, khai man và 7 tội danh khác liên quan đến việc không khai báo về các tài khoản ngân hàng và tài chính ở nước ngoài. FARA là viết tắt của luật đăng ký đại diện cho tổ chức nước ngoài. Cáo trạng nói ông Manafort và ông Gates được trả nhiều triệu đô la từ công việc làm cho các chính đảng và các thủ lĩnh chính trị ở Ukraine và hoạt động rửa tiền thông qua các pháp nhân Mỹ và nước ngoài để giấu các khoản chi trả trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến ít nhất là năm 2016. Theo Reuters, một người phát ngôn của FBI cho biết hai ông Manafort và Gates sẽ được đưa đến tòa án liên bang. Luật sư của hai bị cáo chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Ông Paul Manafort, người từng quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nộp mình cho chính quyền liên bang hôm 30 tháng 10, đài CNN và The New York Times cho biết. Hầu hết các cáo buộc nêu trong bản cáo trạng với 12 tội danh đều liên quan đến hoạt động trước khi ông Manafort gia nhập chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Manafort là người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump từ tháng 3 tới tháng 8 năm 2016. Ông Paul Manafort, 68 tuổi, là một nhà vận động hành lang và nhà hoạt động chính trị lâu năm, từng là cố vấn cho các chiến dịch của đảng Cộng hòa kể từ khi Tổng thống Gerald Ford, Ronald Reagan và George H.W. Bush, theo đài truyền hình CNBC. Ông Manafort là cư dân của thành phố Alexandria, bang Virginia. Năm 1980, ông thành lập công ty tư vấn Black Manafort Stone & Kelly. Năm 1985, ông bắt đầu làm việc với nhà độc tài Philippines Ferdinand Marcos, người đã đắc cử vào năm 1986 giữa lúc ông Marcos bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và gian lận phiếu bầu. Ông Marcos đã chạy trốn khỏi đất nước vài tuần sau đó. Khoảng thời gian đó, ông Manafort cũng làm công tác quan hệ công chúng cho lãnh đạo phiến quân Angola Joseph Savimbi, người sau đó đã bị lực lượng chính phủ Angola giết chết vào năm 2002. Năm 1988, ông Manafort làm việc với ứng cử viên tổng thống George W. H. Bush.
Trong những năm 1990, ông Manafort thành lập một công ty mới với các đối tác Rick Davis và Matthew Friedman. Năm 1996, ông Manafort quản lý chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa Robert Dole, nhưng thất bại. Năm 2004, ông Manafort đã bắt đầu những điều mà truyền thông loan tin là một mối quan hệ lâu dài về tài chính với ông Oleg Deripaska, nhà tỷ phú qua quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Manafort là một nhân tố chủ chốt trong giai đoạn đầu của chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, khi người quản lý chiến dịch Corey Lewandowski bị sa thải vào tháng 6. Ông Manafort đã đảm nhiệm vai trò này, nhưng ông Manafort đã bị ông Trump sa thải vào tháng 8 khi vấp phải những nghi vấn về chiến dịch tranh cử và mối quan hệ với Nga. Một nguồn tin nói với The New York Times rằng ngoài ông Manafort, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump, ông Rick Gates, cũng ra trình diện với chính quyền. Ông Richard W. Gates, đệ tam, 45 tuổi, đến từ thành phố Richmond, bang Virginia. Ông Manafort được nhìn thấy rời khỏi nhà vào sáng 30 tháng 10 giờ địa phương, theo một nhân chứng của Reuters, nhưng chưa rõ người này đi đâu. Đài CNN cho biết ông Manafort sẽ nộp mình cho công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller. Sau đó ông Mueller đã đến văn phòng của Cục Điều tra Liên bang FBI tại Washington. Ông Manafort và ông Rick Gates, một đối tác làm ăn và là người phó của ông trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, bị truy tố hôm 27 tháng 10 tại quận Columbia, trong một cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai 30 tháng 10 sau khi hai bị cáo ra trình diện FBI, theo thông báo của phòng công tố đặc biệt. Theo CNN, ông Gates là cộng sự lâu năm của ông Manafort, hai người làm việc cùng nhau từ giữa năm 2000. Âm mưu chống lại Hoa Kỳ, rửa tiền. Thông báo của công tố viên đặc biệt nói cáo trạng gồm 12 tội danh gồm âm mưu chống lại Hoa Kỳ, âm mưu rửa tiền, làm đại diện không đăng ký cho một tổ chức nước ngoài. Các khai báo FARA, luật đăng ký đại diện cho tổ chức nước ngoài, sai sự thật và gây hiểu lầm, khai man, và 7 tội danh khác liên quan đến việc không khai báo về các tài khoản ngân hàng và tài chính ở nước ngoài. Cả ông Manafort và ông Gates đều bị truy tố với tội danh âm mưu chống nước Mỹ, không đăng ký khi hoạt động như là điệp viên cho nước ngoài và rửa tiền hàng triệu đô la. Cáo trạng nói ông Manafort và ông Gates được trả nhiều triệu đô la từ công việc làm cho các chính đảng và các thủ lãnh chính trị ở Ukraine, và hoạt động rửa tiền thông qua các pháp nhân Mỹ và nước ngoài để giấu các khoản chi trả trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến ít nhất là năm 2016. Trước đó, Manafort từng bị điều tra do vi phạm luật thuế liên bang, rửa tiền và cáo buộc thiếu trung thực về hành vi vận động hành lang ở nước ngoài. Những cáo buộc này không liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 hoặc nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử này. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC nhưng sẽ không tới Hà Nội và các cuộc gặp mặt của nhà lãnh đạo Nga tại APEC vẫn còn đang được bàn thảo. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói ông Putin có kế hoạch tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, được tổ chức vào tháng sau ở Đà Nẵng và mọi việc hiện đang được chuẩn bị. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng sẽ có thông báo thích hợp về việc tham dự của Tổng thống Nga khi hoàn tất việc chuẩn bị. Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Hà Nội và các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Việt Nam sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng từ mùng 10 đến 11 tháng sau. Sputnik trích lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội. Điều này trái ngược với thông tin mà hãng Itatas của nhà nước Nga đưa ra trước đó, cho biết ông Putin sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước nhân dịp tới dự diễn đàn này. Tuần trước, Đại sứ Nga tại Hà Nội Konstantin Vnukov xác nhận với truyền thông trong nước rằng Tổng thống Putin nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự APEC. Thông tin Tổng thống Nga sẽ không tới Hà Nội được truyền thông trong nước đưa tin và gây ra nhiều thắc mắc trong những người theo dõi tin tức ở Việt Nam. Nhiều người dùng mạng xã hội và theo dõi trang web của các báo trong nước liên hệ quyết định của nhà lãnh đạo Nga với dự kiến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông. Nói với Sputnik, giáo sư Dmitry Mosiakov, một nhà chính trị học đông phương học của Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, nhận định ông Putin không đến Hà Nội bởi vì ông Trump sẽ đến đó. Một phần quan trọng trong giới tinh hoa Việt Nam đặt hy vọng vào Hoa Kỳ, mô hình phát triển của Hoa Kỳ. Và theo ông, cách sống Mỹ đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam.
nhà chính trị học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, trong quan hệ của Việt Nam với Nga, những dự án quan trọng là động lực cho sự hợp tác của chúng ta. Ví dụ như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á đã bị hoãn lại vô thời hạn. Nhưng quan hệ Việt-Nga theo quan điểm của các lãnh đạo Việt Nam đang tiến triển tốt với chuyến viếng thăm gần đây của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Moscow vào tháng 6 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Việt Nam và Nga cam kết nâng tổng giá trị đầu tư thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la vào năm 2020. Tuy nhiên, giáo sư Mosiakov cảnh báo rằng mục đích thực sự của Washington là dùng Việt Nam làm con bài trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Và trong lĩnh vực này, chính quyền Hoa Kỳ không mảy may quan tâm đến lợi ích của Việt Nam. Bình luận về quyết định của ông Putin không đến Hà Nội, một bạn đọc của trang tin Sputnik bằng tiếng Việt có tên Havanloy viết rằng sẽ rất khó xử cho Hà Nội trong một thời gian ngắn mà phải tiếp hai cường quốc. Điều đó Tổng thống Putin quá hiểu. Hãng tin thông tấn nhà nước Nga Itatas hôm 18 tháng 10 trích lời trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov cho biết các cuộc gặp mặt của ông Putin với các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại sự kiện sắp tới ở Đà Nẵng chưa được quyết định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được Reuters trích lời nói tại cuộc họp báo qua điện thoại hôm 23 tháng 10 rằng một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump tại APEC ở Việt Nam không có trong chương trình hiện tại của Tổng thống Putin. Các cuộc gặp song phương của ông Putin tại APEC vẫn đang được hoàn thiện, theo người phát ngôn này. Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Gary Borisenko nói với hãng tin tức của chính phủ Nga Sputnik rằng có thể có cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Đà Nẵng. Bộ Công Thương Việt Nam hôm 26 tháng 10 gửi một công văn hỏa tốc yêu cầu Cục Quản lý Thị trường và Cục Cạnh tranh Bảo vệ Người tiêu dùng kiểm tra làm rõ việc một cửa hàng tại Hà Nội của tập đoàn Khải Siêu bán khăn lụa vừa gắn mác thương hiệu Việt vừa gắn mác Trung Quốc. Trước đó, cộng đồng mạng xã hội khá sôi sục trước thông tin khăn lụa mua từ thương hiệu Khải Siêu có sản phẩm ghi Made in Việt Nam, có sản phẩm lại ghi Made in China. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hoàng Khải, chủ tịch tập đoàn Khải Siêu đã thừa nhận việc nhập hàng từ Trung Quốc từ nhiều năm nay để bán nhưng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc. Nguyên nhân là do không có đủ nguồn hàng trong nước. Bà Nguyễn Vân Anh, một người từng kinh doanh mặt hàng lụa trong 6 năm ở Hà Nội cho VOA biết, việc gắn nhãn mác hàng Việt Nam lên trên hàng có xuất xứ Trung Quốc rất là phổ biến vì hàng Việt Nam thật rất đắt đỏ và ít người mua. Mình biết là có rất là nhiều những các bạn, những người kinh doanh giống như mình thì mọi người đã đi mua hàng của Trung Quốc và mọi người cắt nhãn mác và mọi người gắn cái nhãn mác của mình vào và mọi người bán giá rất là cao. Chả cứ mình anh Khải Siêu đâu mà sẽ rất là nhiều người làm như vậy. Chỉ có điều là ai lộ ra mà thôi, và với những người kinh doanh mà vì yêu hàng Việt mà muốn làm cái hàng Việt thật sự ấy, nó áp lực kinh khủng. Bởi vì giá thành và cái nguyên liệu của Việt Nam mình lại không giỏi là nguyên liệu. Mọi nguyên liệu là đều hầu như là từ Trung Quốc thì giá thành nó mới có thể đảm bảo. Mà nó lại họ làm cũng bắt mắt. Đấy là một cái vấn đề đối với cái ngành sản xuất ở Việt Nam về nhiều thứ, chứ nó không chỉ là lụa đâu, mình nghĩ là như thế. Từ Hà Nội, luật sư Trương Anh Tú nhận định về thực trạng hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam. Một số hàng hóa sản phẩm thực tế nhập khẩu ở Trung Quốc nhưng mà lại dán mác Việt Nam, thì tôi biết rằng là không chỉ có ông Khải Siêu này đâu mà rất nhiều doanh nghiệp khác hiện nay không có sản xuất nhưng mà lại quảng cáo là hàng sản xuất ở Việt Nam, thực chất là hàng nhập khẩu của Trung Quốc về và dán mác, dán nhãn. Thì trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hàng hóa ở Việt Nam nó đều diễn ra như vậy hiện nay. Báo Việt Nam Economy trích lời ông Hoàng Khải nói: cái sai của tôi là khi thấy thương hiệu lớn của các nước ngoài đặt hàng may sản phẩm tại Trung Quốc vẫn bán dưới thương hiệu của họ, thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán dưới thương hiệu Khải Siêu mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa. Lời thừa nhận của ông Khải đã khiến nhiều người phẫn nộ vì bị lợi dụng niềm tin vào thương hiệu Việt suốt hàng chục năm qua. Dù người trong ngành biết rằng Khải Siêu nhập hàng từ Trung Quốc lâu nay, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh hôm 26 tháng 10 nói với truyền thông trong nước rằng cần xử lý nghiêm và mức cao nhất có thể nếu có kết luận sai phạm của Khải Siêu. Ông Thanh cho rằng nếu có kết luận cụ thể về việc Khải Siêu làm ăn gian dối thì doanh nghiệp này đã tự làm mất thương hiệu và uy tín của mình. Bà Vân Anh đánh giá rằng đây là một mất mát lớn của doanh nghiệp Khải Siêu. Thì bây giờ anh ấy
cũng bị dồn vào cái đường là anh không thể nói cách khác được. Bây giờ dù tất cả mọi cách giải thích người ta sẽ không thể nghe được, nhưng mà đúng là cái mất của anh Khải Siêu là một cái mất cực kỳ lớn. Mất cực kỳ lớn, nhưng mình nghĩ là đã đến lúc là mọi người nhìn lại cái sản xuất của mình, cái nền sản xuất của Việt Nam ý, đã phải nghĩ và phải sáng tạo phải rất là nhiều thì mới có thể tìm được ra cái hướng của Việt Nam mình. Luật sư Anh Tú nói rằng việc ông Hoàng Khải xin lỗi là một hành động dũng cảm, đáng quý. Cũng đánh giá cao cái ông chủ doanh nghiệp này. Ông ấy là người rất dũng cảm, khác với hầu hết những người Việt Nam khác thì hay có biểu hiện loanh quanh. Thế nhưng mà ít nhất là ông ta đã dũng cảm thừa nhận và xin lỗi. Cái văn hóa xin lỗi ở Việt Nam, thừa nhận sai trái là hiện nay là một cái thứ rất là đáng quý. Luật sư nhận định rằng chính những sai phạm về thương hiệu như thế này sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tự trui rèn về đạo đức kinh doanh. Về đạo đức kinh doanh ở Việt Nam thì có lẽ là cái nền kinh tế thị trường sẽ đang đào tạo và sẽ đang định hướng và để giáo dục dần những doanh nhân ở Việt Nam để người ta có cái ý thức tốt hơn về đạo đức kinh doanh. Có lẽ đây cũng là một dịp tốt để các doanh nhân nhìn nhận lại cái tính trung thực của mình. Trong công văn khẩn đề nghị kiểm tra vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Anh Tuấn nói, nếu Khải Siêu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, thì các cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý.